Chứng bình sợ bóng tối Trần Nữ Sĩ, tuổi hơn 40, đang cùng chồng đến bái kiến Hòa Thượng Diệu Pháp. Bà kể, từ nhỏ tới giờ, hết trời vừa tối là phát sợ, cho nên trước khi trời tối, bà luôn thắp sáng hết mọi phòng trong nhà. Nếu không, thì sau khi trời tối, bà sẽ không có dụng khí vào phòng thắp đèn. Và nếu có vật gì rơi từ trên giường xuống chỗ tối, bà đều chẳng dám lượm lên. Bởi vì, chỉ cần nhìn thấy bóng tối, là bà sợ rét rung. Từ nhỏ đến giờ, bà đã đi rất nhiều bệnh viện, gặp nhiều bác sĩ tâm lý, nhưng không ai tìm ra nguyên nhân. Tính sợ bóng tối luôn phiền nhiễu bà, khiến cho bà rất khổ sở. Sư phụ nói kiếp trước bà là một nạn nhân X. Trong nhà nghèo tới nước, ngay cả dầu thắp đèn cũng không mua nổi. Tại hương thôn, gã ít trú ngụ, có một gia đình thiện lương. Vào những đêm không trăng, gia đình này luôn thắp đèn dầu cho treo ngoài cổng lớn, nhằm giúp sôi sáng đường đi cho khách bộ hành, để họ dễ dàng nhìn ra điểm đến và tránh cho họ nỗi sợ hãi trong bóng đêm. Nhưng tên ít nghèo nàng này lại khởi tâm tham xấu hắn thường lợi dụng đêm khuya lén trộm hết dầu trong đèn mang về nhà. Đèn bị tắt rồi, khiến người đi đường sinh tâm hoảng sợ và không nhìn rõ phương hướng. Nhân nào quả nấy. Do vậy, mà đời này bà luôn sợ hãi bóng đêm.